đối với con cha không là những cánh cò, không gì giàu như mẹ đã từng ru con, nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ, con vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ. Trong ca dao có cánh cò ấm ủ, trong cổ tích hằng đêm bà thu thi, nhưng con chỉ yên lòng khi ở gần bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm, đến ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên, mồ hôi cha đã đầm ướt luôn cày. Này con khôn lớn nên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Công cha như núi cao vời, làm sao bao đáp biến trời tình cha. Đối với con cha không là những cánh cò, không gì giàu như mẹ đã từng ru con, nhưng thường vẫn mềm lòng khi nhìn cha trong mắt. Một tình thương cha rộng lớn vô bờ, con vẫn ngủ trong tiếng mẹ âu ơ. Trong ca dao có cánh cò ấp ủ, trong cổ tích hằng đêm bà thu thi, nhưng con chỉ yên lòng khi ở gần bên cha. Tháng năm qua con không hề quên kỷ niệm, đến ánh đèn cha kèm con học mỗi đêm. Bởi có cha con vững vàng tiến lên, mồ hôi cha đã đầm ướt luôn cày. Này con khôn lớn nên người, mình cha chiếc bóng bên đời quạnh hiu. Công cha như núi cao vời, làm sao bao đáp biến trời tình cha. Công cha như núi cao vời, làm sao bao đáp biến trời tình cha. Gồm bát bạc trên chư hòa thượng chứng minh chư thượng tòa tịnh đức tăng ni nơi mọi trường của chúng con. Dạy ghế phía bên tay phải từ đạo tràng nhìn xuống, chúng con thành tâm kiền thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Xuất Diệu, hòa thượng đạo hiệu Thích Xuất Túc, thượng tòa đạo hiệu Thích Thiện Hoa, thượng tòa đạo hiệu Thích Huyên Nhã, cùng chư tôn thượng tọa tịnh đức tăng thứ đệ phân lập lưỡng ban an tọa nơi dạy ghế phía bên tay phải từ đạo tràng nhìn xuống, và nơi dạy ghế phía bên tay trái từ đạo tràng nhìn xuống,
chúng con thành tâm truyền thỉnh ni trưởng Thích Nữ Huệ Ngạn, ni sư Thích Nữ Diệu An, sư cô Thích Nữ Hạnh Diệu Hạnh Đạo cùng chư tôn tịnh đức ni tứ đệ phân lập lưỡng ban an tọa. Và chúng con cũng thành tâm kiền thỉnh chư tôn thiền đức tăng trú xứ tại Đồng Lâm Vạn Thiền, hiện là tăng sinh của ân sư của chúng con, đã hoan hỷ về đây cũng cùng tham dự buổi lễ đánh tới ân sư. Và nơi bàn chứng minh, nơi bảo tọa, chúng con thành tâm kiền thỉnh hòa thượng ân sư hoan hỷ an tọa. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin được sám hối với ngài, cho chúng con vài phút giây để trang nghiêm đạo tràng trước khi đi vào buổi lễ chính thức chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con nguyện tịnh chư tôn hiện đức tăng nguyện và an ly sinh của trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận ban thị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kỳ thỉnh mà mình chưa hay hỏi làm hai lời là tổ chức cho chúng tôi trân trọng kính mời quý thiện nam tín đồ của chúng ta hoan hỷ an toàn. Nam mô A Di Đà Phật. Trên hòa thượng chứng minh chư thượng tọa ni trưởng ni sư chư tịnh đức tăng ni gồm bái bạch hòa thượng ân sư. Kính thưa toàn thể quý thiện nam tín nữ, nam nữ Phật tử, ông giáo dụ một đời nên huệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp có đạo trời, một thọ thầy liên lạc vững nên vương đầy đạo hạnh, xây nên nền giới đức. Hôm nay đây ngày 22 tháng 2 năm Đinh Dậu hàng năm, hàng đệ tử của chúng con nhớ lại ngày sinh của ân sư, dù ở gần hay xa, dù bận điều thế duyên đến đâu, chúng con mỗi người mọi nẻo cũng đều quy tụ về chùa Phước Thể Thông Tương này để dâng lên những lời chúc mừng chân thành và thánh tế đến ân sư. Kính bạch thầy, chúng con chờ nghĩ thời gian nào có tuổi tác. Tuổi tác do con người đặt ra tuổi tác để có sự phân biệt già trẻ lớn nhỏ. Pháp thế gian là vậy, nhưng nào có đúng? Có tuổi tác nhưng già trẻ thanh xuân không tuổi tác vẫn già hỏi, đó là tấm thân tứ đại của thầy. Tuy đã già hỏi nhưng tâm hồn và trí tuệ vẫn còn minh mẫn sáng suốt. Cái thân ngũ uẩn của chúng con dẫu rằng còn trẻ đó, nhưng tâm trí còn mê muội mờ mịt chẳng biết đâu về đâu. Cho nên đối với bậc xuất trần thượng sĩ thì tuổi tác năm tháng nào có nghĩa lý gì? Đảng đi chuyên nhật nguyệt thì thuốc cộng xuân thu, tạm dịch rằng chỉ biết ngày này tháng này của hôm nay, xuân thu trước ai hay làm gì. Vì vậy thầy xuất hiện nơi cõi đời vì một sự nhân duyên thị diện, tiếp nối sứ mạng của như lai hoàn thiện chánh pháp, một bước đi trong nhiều bước để độ chúng sanh không dông tự tại nơi cõi đời này, thì huống hồ gì có sanh diệt. Cho nên hôm nay dù ngày nào thì thầy cũng mãi sanh ra trong lòng của chúng con, vì thầy luôn hiện hữu trong tâm thức của hàng đệ tử của chúng con, luôn phát ánh sáng sáng soi trong tâm trí, làm phiền não của chúng con vơi đi và sự thanh tịnh an lạc của cõi giới tu hành luôn đầy ý nghĩa. Trên tinh thần ấy, hôm nay hàng đệ tử của chúng con quy tụ về đây thủ phục dưới chân ân sư thạc kính để chúc mừng thắng tế trong niềm hoan hỷ vô biên. Đó là lời trình thưa của ban tổ chức, cũng là lý do của buổi lễ chiều hôm nay. Chúng con xin được trình thưa lên sư tôn đức
và đồng thời đạo tràng hiệu tri Nam Mô A Di Đà Phật. Và để buổi lễ được thập phần trang nghiêm như Như Pháp, chúng con xin được phép thông qua chương trình như sau: tuyên bố lý do niệm Phật cầu gia vị, giới thiệu thành phần tham dự, chúng đệ tử và Phật tử dâng lên lời thánh tế đến ân sư, phúng từ của ân sư, lời thánh tế của chư tôn đức, tặng quà hoa lưu niệm, các bánh danh trà và đạo đức của hòa thượng chứng minh, sau cùng là dùng chung trà và hồi hướng bế mạc. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được bái bạch quý ngài, hương của các loài hoa không thể nào ngược gió tung bay, nhưng hương người đức hạnh thì ngược gió tung bay khắp muôn phương. Về tham dự và chứng minh buổi lễ chiều hôm nay, chúng con xin được cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Phước Diệu, trú trì chùa Pháp Cũ, đã về tham dự buổi lễ hôm nay. Xin cung kính giới thiệu. Và chúng con xin cung kính giới thiệu hòa thượng đạo hiệu Thích Phước Túc, trú trì chùa Thanh Văn, cũng đã hoan hỷ về tham dự buổi lễ chiều hôm nay. Và chúng con cung kính giới thiệu thượng tọa đạo hiệu Thích Thiện Hoa, trụ xứ Lê Ngọc Lâm Vạn Thiện, cũng đã về tham dự buổi lễ chiều hôm nay. Và chúng con thành tâm cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Nguyên Nhã, trú trì tổ đình Hương Tích Phú Yên, cùng chư tôn tỉnh Đức Tăng, cũng đã hoan hỷ về tham dự buổi lễ. Và chúng con cũng được xin trân trọng kính giới thiệu đại đức Thích Từ Minh, trú trì chùa Cổ Thạch, cũng đã hoan hỷ về tham dự buổi lễ chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Và còn chư tôn đức trụ xứ các tự viện tỉnh thất niệm Phật đường ở Phú Yên, trong tỉnh Bình Thuận, cũng như Phật giáo huyện Tiên Phong, chư tôn đức tại Tòng Long Vạn Thiên, cũng đã hoan hỷ về tham dự buổi lễ. Quan trọng đó, chúng con xin cung kính giới thiệu ni trưởng Thích Nữ Huệ Ngàn, trú trì chùa Thanh Văn và dầu Tây Ninh về tham dự buổi lễ. Chúng con xin được cung kính giới thiệu ni sư Thích Nữ Diệu An, trú trì chùa Phước Thạnh, Tây Ninh. Chúng con xin cung kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Hành Đạo, trú trì chùa Tùng Công, Tây Ninh, cũng đã hoan hỷ nhận lời cầu chúng con về tham dự buổi lễ chùa hôm nay. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và cũng đông đảo Phật tử ở Phú Yên, Phật tử ở Tám Linh và Phật tử tại địa phương về tham dự, xin nhiệt liệt trân trọng kính chào toàn thể quý địa vị. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch quý ngài, kính bạch thầy tôn sư, con kính nhất cả một đời hy sinh vẹn lòng tu, mặc không cần cay đắng vật thù thắng, không lùi bước dù chứng duyên ngàn lối, thể theo chương trình là lời dân tác bạch bộ hàng đệ tử chúng đẳng và Phật tử tại đạo tràng chùa Phước Thế. Chúng con xin được cung kính mời đệ tử Thích Nguyên Đạo hoan hỷ trở về phía trước cung đối trước ân sư Khả Kính để cung tiên lên những lời vàng ngọc dâng lên chư hòa thượng ân sư nhân ngày tháng tế chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Sự cung kính ảnh lễ nơi ân sư đó là truyền thống tốt đẹp của người con Phật, và cũng là truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của hàng đệ tử chúng con. Và giờ đây cho phép Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch trên chư tôn
Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Quý Liên Đường, Quý Liên Sư, cung kính bái bạch Tăng Sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Giác Linh Sư Tôn, ngưỡng bái bạch. Hôm nay là 22 tháng 2 âm lịch năm Đinh Dậu, với tất cả lòng kính thiết tha, đệ tử chúng con cơ hội về đây thành tâm đảnh lễ quỳ gối dưới chân thầy, cung kính dâng lên lời tác bạch. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch chúng con thiện đức tăng ni, chúng con hằng luôn nhớ câu ơn giáo dưỡng một đời lên hệ mạng, nghĩa tôn sư muôn kiếp khó đáp đền. Chúng con đã được nưỡng vui nuôi bằng dòng sữa pháp ngọt ngào từ trái tim thắm đậm yêu thương của thầy, dòng pháp âm diệu màu đỏ đã âm thầm che chở nâng đỡ chúng con mỗi khi gió nghiệp bão chướng thổi về, và xua tan vô minh phiền não trong tâm thức mỗi chúng con, để chúng con lớn khôn trong vành núi chánh pháp. Cho đến hôm nay, dù gần hay xa thầy, mỗi chúng con đều cảm nhận được chất giá trị tình thầy dành cho chúng con. Lòng tự biết của thầy bao la cao quý giá, sâu độc và thanh thoát. Ngôn ngữ thế gian nghèo nàn hạn hẹp, không sao diễn tả ca ngợi hết. Lòng từ bi và hạnh nguyện vị tha của thầy thành thành biểu tượng, không phải là thực tế. Ngôn ngữ diễn đạt không phải là chân lý thường hành. Song xin thầy cho phép chúng con được quay mượn ngôn ngữ sai biệt của đời thường để tỏ bày tình thương vô bờ thiêng liêng bất diệt của thầy dành cho chúng con. Ngưỡng bạch thầy, muôn vàng tôn ví, cả cuộc đời thầy thể hiện tròn vẹn giáo pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn bằng những kinh nghiệm thực chứng của thầy, đã truyền cho chúng con tròn vẹn gia bảo của Như Lai với biết bao giáo lý tinh túy Phật pháp. Thầy thường dạy giáo pháp không nằm trên sách vở chữ nghĩa, mà giáo pháp nằm trong tiềm năng của chính mình. Phải dạy dỗ uốn nắn tâm mình, đừng mãi xô theo danh lợi, hãy nhớ đến vô thường khổ không vô ngã, đừng để buông trôi nắm bắt phù trần, chỉ cần lắng lòng lại tâm ta tràn ngập giáo pháp. Giá trị cuộc sống không ở thành công hay thất bại, mà giá trị ở chỗ đến đi chỉ một việc soi chiếu nội tâm, xem lại lòng mình là chánh hay không chánh, chỉ cần tỉnh ra là đủ tất cả rồi. Lời thầy dạy cho chúng con ghi lòng tạc già, nguyện đem giáo pháp bảo tôn quý áp dụng vào cuộc sống thực tế thường nhật, để ân hưởng được hương vị ngọt ngào của suối nguồn pháp nhụ bất diệt từ thầy. Dòng pháp âm bất tuyệt đó xuyên qua rừng cây khệ lá, thông qua vũ điệu sắc thanh, âm thầm dưỡng nuôi hướng đạo chúng con. Chỉ cần chúng con một lòng chánh niệm lắng nghe, biết trân trọng đón nhận, thì nơi đó đang có sự hiện diện của thầy. Kính bạch thầy, thầy trụ thế giữa ngàn hoa ánh sáng, hoa tình thương, hoa trí tuệ ngát hương, hương giới đức tỏa khắp đến mười phương. Thầy rực rỡ giữa ngàn hoa ánh sáng, thầy luôn dạy cho chúng con trong cuộc sống nhiều hay phải tùy nghi phương tiện, để chu toàn Phật sự nhưng vẫn không rời trí tuệ và từ bi dốc hết tâm lực, làm mọi sự cần thiết miễn là lợi ích cho người, còn thành hay bại chỉ để tùy duyên. Mỗi lần gặp những hoàn cảnh khó khăn trắc trở, nhớ lại lời thầy dạy, chúng con như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua thử thách. Huynh đệ chúng con phần lớn đều nương theo nhân cách đức độ đạo hạnh của thầy. Kính bạch thầy, trong cuộc đời thầy đã một
bài học sống động cho mỗi huynh đệ con học tập tu hành theo đoàn hết kiếp này cho đến tận kiếp vị lai. Chúng con xin nguyện hằng xa kiếp thạch nhân duyên, thầy luôn dõi theo che chở được vui, cho mầm bồ đề của chúng con sớm được trổ cành xanh lá, trí tuệ của thầy như mặt trời sưởi ấm, trưởng dưỡng chánh pháp. Nuôi lớn để tuệ mạng chúng con trên hành trình luân hồi vô tận này. Chúng con gặp nhau đây là sự phải ngẫu nhiên mà thầy thương thẻo cho, theo dõi cho chúng con nhiều đời nhiều kiếp, che chở nâng giúp chánh pháp cho chúng con bao nhiêu kiếp nhân duyên hạnh phúc thay. Thầy xưa bao thở vẫn thầy nay công ơn thầm lặng theo thánh đức nuôi mầm bồ đề giữa thánh nhân. Chúng con luôn tin tưởng rằng trong cuộc sống này dù khó khăn cách mấy, dù gian lao cách mấy, cũng vẫn có trí tuệ thầy song hành bên cạnh chúng con, trang hòa tình thương cho chúng con tiêu tan mọi chướng nghiệp trầm ca, mang lại mọi sự an bình tươi mát. Tình thương thầy hằng ấp ủ, trí tuệ thầy hằng dõi theo những đứa con mong mỏi tìm về chốn xa xưa. Thầy gắn liền với không gian bao la, với thời gian bất tận. Thầy đã giáo huấn chúng con không chỉ bằng ngôn ngữ văn tự mà kinh điển giới luật truyền thừa, mà bằng cả ánh mắt hiền hòa, nụ cười tỉnh thức xoa dịu phiền não. Thầy đã truyền hơi ấm cho chúng con, tắm gội cho chúng con bằng hương hoa thánh thủy. Thầy đã nuôi dưỡng chúng con bằng những giọt sữa đề hồ, tắm sữa hành trang tinh thần cho biết bao huynh đệ gần xa đường đạo hạnh. Chúng con xin nguyện theo gót chân thầy mãi mãi, và biết tâm thực hiện những hồi bảo trên thầy hằng mong. Hôm nay nhân ngày thánh tế mừng thọ ân sư, chúng con hoài niệm mong ân pháp nhũ, quay quầy quỷ dưới chân thầy đảnh lễ kính mừng thánh tế thầy. Thầy của chúng con viên trọn đạo phẩm, mừng thầy 70 hạ xuân, chúc thầy tuổi thọ tác dần ngàn năm, đức thầy sáng tỏa trăng rằm, hạnh thầy dài rộng tháng năm không lường, hạnh sanh biết chí nôi gương, nói chân theo gót bức tường thầy đi, kính bạch thầy với tâm trí thành. Chúng con xin kính dâng lên thầy chút lễ phẩm gọi là biểu tượng bày tỏ tấm lòng tri ân kính ngưỡng của chúng con lên bậc tôn sư, muôn vàng tôn kính ngưỡng mong thầy từ bi nạp thọ chứng minh cho chúng con ân chiêm công đức, và kính xin thầy thương xót ban cho chúng con. Thêm nghị lực, thêm quyết tâm thực hiện hoài bão của thầy, gieo trồng chánh pháp khắp muôn nơi, vãn cứu thế giới nhân tâm hoàng dương đại thừa Phật pháp hoàn thành nhân gian tịnh đều tịnh độ trang nghiêm tịnh cõi bồ đề. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại chứng minh. Ân giáo dục một đời nên quầy mạng, ân sư muôn kiếp khó đáp đền, nay trò cố gắng vươn lên, công phu đắc lực dựng nên đạo tràng. Ngưỡng bạch hòa thượng ân sư, vừa rồi hàng đệ tử của chúng con kính cẩn dâng lên những lời chí kính chí thành nhất của một bậc đệ tử đối với một bậc ân sư khả kính. Đối trước tam bảo trang nghiêm hương trầm nguyện tỏ, kính cẩn phát lời nguyện rằng chúng con sẽ cố gắng tinh chuyên hơn nữa để hầu báo đáp một phần ân nghĩa của thầy trong muôn một. Khi còn tại quê hương, thầy đã bồi công cho chúng con thành tựu sở nguyện. Hôm nay đây, dẫu rằng hành đạo nơi xứ sở quê người, nhưng chúng con cũng cố gắng quy tụ về phước thể để đền đáp ân nặng của thầy Phật trong muôn một. Trong giờ phút trịnh trọng và trang nghiêm, chúng con ý dạ ý thành nguyện cầu hồng ân tam bảo che chở khánh chúc hòa thượng ân sư của chúng con pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, đạo thọ tăng long, hạ lạc miên trường. Thầy cũng là người bạn thiện tri thức của chúng con, được khỏe mạnh ít bệnh ít não,
vũ trụ ta bà là thiền từ che chở cái đàn hậu tấm của chúng con, là thạch trụ để quần độ quần sanh. Và nghe đâu đây lời thơ hằng ý nhủ: thầy tôi là người lái đò, còn tôi học trò làm cách sang sông. Mai này gió bắc trở đông, lòng tôi vẫn nhớ về ông lái đò. Cho phép chúng con đảnh lễ thầy, dâng lời thánh tế ân sư. Và chúng tôi trân trọng kính mời đại diện Phật tử tại đạo tràng chùa Phước Thế, kính mời Phật tử pháp danh Chúc Cổ đại diện cho quý Phật tử thiện nam tín nữ tại đạo tràng có đôi lời tâm tình dâng lên sư phụ khả kính của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Một nghĩa cử cao đẹp trong hàng đệ tử chúng đẳng và hàng Phật tử tại đạo tràng đó, trước khi trình thưa dâng lên một lời nào đó đảnh lễ nơi chư tôn đức và ân sư khả kính trong ngày chúc thọ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý hòa thượng thượng tọa, tôn đức tăng ni chứng minh, kính bạch thượng tọa thầy trụ trì chùa Phước Thế, hôm nay ngày 22 tháng 2 năm Đinh Dậu, nhân ngày thánh tuế thầy trụ trì chùa Phước Thế, con xin đại diện cho toàn thể nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Phước Thế cung kính hướng về ân sư đầu thành đảnh lễ kính dâng đôi lời tác bạch. Kính bạch thầy, vàng nhật nguyệt chuyển xoay đông tàn rồi xuống đến, một năm nữa lại trôi qua trong âm thầm lặng lẽ. Cũng chính dòng thời gian ấy đã phủ lên đầu chúng con bao lớp tro bạc, thầm lặng đưa người từ trẻ đến già và từ già đến cõi chết. Thế những phàm nhân chúng con có mấy ai mà từng nghĩ đến sợ dễ ngày hôm nay chúng con hiểu được nguyên lý vô thường, sanh diệt của các pháp là nhờ công ơn hướng đạo của thầy dạy dỗ chúng con giác ngộ được pháp màu của đạo và đánh thức mọi người để thoát qua cơn mộng đời dị ảo. Kính bạch thầy, chúng con kính nghi cổ đức có dạy rằng cây có cội, nước có nguồn, làm người phải nhớ ghi luôn điều này, ăn cha miễn nghĩ công thầy, tuy ăn báo đáp lời này chớ quên. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, hôm nay nhân ngày thánh tuế ân sư lần thứ 70, giờ đây tại đạo tràng chùa Phước Thế, con xin mạn phép đại diện thay lời cho toàn thể nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Phước Thế có đôi lời kính chúc thánh tuế thượng tọa ân sư bậc thầy khả kính của chúng con được 70 tuổi đời và 55 tuổi đạo. Đệ tử chúng con chúc rằng nguyện chư Phật oai linh gia hộ trên bước đường tự độ hóa thân, ăn sư giáo phẩm tăng già pháp tăng trường chứng chân như tỏ bày, chúc thánh tuế mừng thầy sống thọ để tỏ lòng báo đáp cam ăn. Chúng con kính nguyện kim cần thực hành chánh pháp tôn nhân bồ đề, nơi tịnh độ là quê em dưỡng, cõi ta bà của chú lễ đầy, noi theo gương sáng của thầy, nhất tâm niệm Phật, trời Tây Mỹ về. Hàng Phật tử chúng con thành tâm hướng về ân sư, gian trọn tâm lòng chí thành chí kính, bày tỏ niềm tri ân sâu xa
đối với bậc thầy hướng đạo giờ đây thuộc phục dưới hình ảnh kính yêu của thầy. Chúng con nghe khỏi lòng mình dành vào niềm hạnh phúc và không khỏi bồi hồi cảm xúc khi nghĩ đến ân sư. Với nghĩa cử thiên liêng ấy, chúng con nguyện trọn đời ghi khắc, tự nguyện với lòng cố gắng tu học chánh pháp, ứng dụng lời thầy dạy vào cuộc sống để xây dựng cho mình một nếp sống an lành và hạnh phúc. Trước khi dứt lời, chúng con ngưỡng nguyện hàm ấm tam bảo hằng gia hộ cho thầy pháp thể kinh an vừa vào sức khỏe để vào lái con thuyền chánh pháp đưa chúng con và cả thể chúng sanh đến bờ giác ngộ và giải thoát. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát. Ông sư phụ như cha hiền đại đức trọng đảnh lễ thầy tâm vọng. Hướng chung nghĩa chưa đáp nạc tình thâm, lòng đệ tử ngàn năm sau trả hết. Cảm ơn những lời bộc bạch chân tình của thiện nam tín nữ tại đạo tràng chùa Phước Thể đã dâng lên. Ân sư khả kính nhân ngày chúc thọ khánh tế. Kính bạch thầy, hôm nay chúng con về đây chúc mừng sinh nhật thầy. Ấy cũng là tùy thuận theo pháp thế gian, đã tùy duyên theo pháp thế gian thì ắt có buồn có vui, có nhiều tham muốn. Chúng con chẳng lòng buồn khi thấy hình bóng của thầy mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày mỗi phút giây mỗi sát na đang trôi dòng theo quy luật sanh lão, nhưng vẫn miệt mài tận tùy hoằng dương đạo pháp, dạy bảo hàng đệ tử của chúng con, hàng hầu học cho chúng con mà sức khỏe không còn như những năm ngoái năm kia hay những năm trước. Chúng con lại cũng rất vui khi hôm nay được phụ phục dưới chân thầy, dưới mái chùa Phước Thể thân thương, lắng nghe giọng thầy ấm áp khuyên nhủ an vui, động viên cho chúng con vững bước trên con đường hành dương chánh pháp tốt đẹp đẹp đời. Và chúng con cũng càng tham muốn rằng niềm vui này sẽ mãi còn và còn mãi mãi từ đây đến về sau không bao giờ mất. Chính vì vậy, cho phép chúng con được lắng nghe những gì tâm tư nhất mà thầy sẽ truyền trao cho chúng con. Xin được cung thỉnh Hòa Thượng Ân Sư có đôi lời huấn từ đối với đệ tử cũng như hàng Phật tử tại gia tại đạo tràng chùa Phước Thể. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni Nhị Bồ, kính thưa toàn thể Phật tử, hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm Đinh Dậu, cũng là ngày tôi bước vào cái tuổi 70. Vì thế mà tôi tổ chức cái lễ mừng thọ gọi là Trần Diên Vương để cho ông mau nhận đi thôi, không có gì hết. Thì không có gì hơn đứng trước cái khung cảnh trang nghiêm, tấm tình đạo vị, lòng bồi hồi xúc động, không biết nói làm sao. Thì tôi biết đôi lời nhắn nhủ các đệ tử và các Phật tử của đạo tràng Phước Thể cố gắng tinh tấn và tinh tấn thêm hơn trên con đường đạo. Chúng ta là tốt, là người chèo đò đưa khách sáng sông, dù mưa, dù gió, dù giông bão, thủ phàng, chúng ta vẫn cố gắng giữ vững cây chè để đưa mọi người qua bờ giải thoát. Trước khi đưa người thì chúng ta phải đưa từ bản thân mình trước, rồi chúng ta mới bắt đầu đưa người khác, cố gắng và cố gắng hơn. Bởi vì người công theo Đức Phật nói là kèo thuyền ngược dòng, nghĩa là ở thế gian người ta kèo thuyền xuôi dòng, là ở trên thì thả trôi xuống, cùng mình người công thì kèo thuyền kèo ngược với những dòng khác, cho rất là khó khăn. Thầy mong các con là từ Phật tử nên cố gắng và cố gắng nhiều hơn nữa. Vì chúng ta ăn cơm Như Lai, ở Như Lai, ngồi tòa Như Lai, ở nhà Như Lai,
thì chúng ta phải sống con là con sống lâu thì chúng ta cũng sẽ bị bất phục cái việc giống như thiên mai. Thì không gì hơn một lần nữa kính chúc chư tôn đức chư hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni nhị bộ kính chúc các con và toàn thể phật tử luôn luôn thân an tâm lạc, luôn luôn là cội nguồn để cho về nước. Một lần nữa cầu một ơn tam bảo gia hộ cho tất cả luôn luôn được nhiều sức khỏe vui vẻ và hạnh phúc an lạc trong hào quang của chư Phật gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch thầy trước thâm ân cao cả của tình ân sư, có đôi lời huấn từ toàn thể phật tử cũng như hàng đệ tử xuất gia chúng con. Chúng con trước tấm lòng chí thành chí kính của ngài xin đê đầu đảnh lễ y dập. Kính bạch thầy, chúng con hồi tưởng lại cũng vào ngày này năm trước, chúng con quay quần bên thầy kính dâng lên những lời chúc đơn sơ mà mộc mạc chân thành của con trẻ và được thầy ban cho pháp nhũ hiền hòa về công ơn sanh thành dưỡng dục mang nặng đẻ đau của cha của mẹ với biết bao công lao khó nhọc nuôi nấng dạy dỗ nên người. Vì vậy chúng con hiểu được sự sanh thành dưỡng dục là thế nào. Ân cha nghĩa mẹ cao như núi Thái, nhưng ân thầy tổ tiền trao giới thân huệ mạng lại còn cao hơn nữa. Thầy không lấy làm hãnh diện cuộc đời hành đạo của mình, mà thầy luôn dành những tâm thương xót ngậm ngùi nhớ đến công đức sâu dày của hàng đệ tử chúng con, luôn ghi nhớ những lời vàng học của thầy. Cứ mỗi năm chúng con không chỉ được cùng thầy chung vui chén trà sen đào vị, mà chúng con được lấy làm hương vị giải thoát nhờ công đức tu hành thanh tịnh của thầy bao năm qua bao lần chúc thọ. Và hôm nay cho phép đệ tử của chúng con nguyên đạo nguyên trình cung kính dâng lên chung trà này đầy ấm áp tình nghĩa thầy trò, ngưỡng thỉnh thầy hoan hỷ thọ nào để đệ tử của chúng con được trường thừa công đức và toàn thể đạo tràng hoan hỷ cúng dường tràng pháo tay dâng lên hòa thượng ân sư nhân ngày thánh tới. Nam mô A Di Đà Phật. Một nghiệp cử cao đẹp, một trạng thái thiền vị, một ngụm trà đầy hương vị sen giải thoát của người đệ tử dâng lên ân sư, và sự đón nhận chung trà từ tốn của hòa thượng ân sư đã thể hiện theo đạo hành đạo vị của hòa thượng ân sư. Thành kính chúng con xin được đảnh lễ vấn an sức khỏe thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con kính nghe hộ ấm trùng quang đạo cao đức trọng, cả một đời tôn sư điềm đạm tịnh hạnh giới thân, ngày tháng thôi đưa xuân thu nhanh chóng, tuổi tôn sư là cả một nguồn thiền, tiếng nói của thầy hằng được vào trái tim. Chính vì thế bởi theo tiếng gọi của con tim cũng như tiếng gọi của hàng tông môn pháp phái đệ tử của chúng con tại nơi tổ đình Hương Tích tỉnh Phú Yên cũng đã hoan hỷ trở về nơi đạo tràng chùa Phước Thể nhân ngày thánh tới hòa thượng ân sư, có đôi lời cung kính dâng lên vấn an sức khỏe. Chúng con thành tâm kiền thỉnh đại đức Thích Nguyên Tâm đại diện cho tông môn pháp phái với tình Linh Sơn Pháp Lữ có đôi lời dâng lên cho hòa thượng ân sư nhân ngày lễ thánh tới. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô đạo tràng giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng
Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni Nhị Bộ Chứng Minh, xin Đại Lao khi Thượng tọa chủ trì tốt đình, chúng con có đôi lời trong lễ khánh tế mừng thọ của ân sư chủ cơ sở chiều hôm nay. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát cho phép chúng con được gọi với danh từ thân thương, được gọi hai chữ là sư thúc. Hôm nay chúng con có cảm giác, có hai cảm giác lẫn lộn vào nhau. Cảm giác thứ nhất là cảm giác vui, cảm giác thứ hai là cảm giác không vui. Vì chúng con mừng sư thúc được trọn 70, nhưng mà cái 70 đó trở về sau thì báo hiệu tuổi già theo quy luật vô thường của kiếp người. Khi chúng con ở với sư phụ thì hàng sư thúc ở trong cổ đình rất là nhiều, nhưng khi thầy chúng con thúc bóng vẫy nhét về tay thì quý sư thúc cũng từ từ cũng vẫy nhét về tay. Cho nên hàng bậc trưởng thượng trong tông môn pháp phái thập trụ tòng lâm thưa dần, cho nên chúng con có cảm giác lo lắng như thế. Đến tham dự lễ thánh tế mừng thọ sư thúc hôm nay, chúng con cũng không biết nói gì hơn. Nó lăn lăn trong người các hai cảm giác như thế mà chúng con vừa trình bày. Vậy chúng con theo lời cái chư tôn huynh đệ ở cổ đình Hương Tích dâng lên lời chúc sức khỏe sư thúc luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn giúp não và thuận duyên trong cuộc sống thành đạo của sư thúc. Và mỗi năm chúng con hy vọng rằng chúng con cũng sẽ gặp sư thúc cũng vui cũng cười cũng mạnh khỏe như mọi khi. Trước khi dứt lời nhân lễ khánh tế ân sư của chùa Phước Thể hôm nay, thay mặt huynh đệ chúng con ở tổ đình Hương Tích cũng cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ sư tôn thiền đức tăng ni dị bộ pháp thể kinh an chúng sinh dị độ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tất Cả Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được cung thỉnh Hòa Thượng Ân Sư có đôi lời khấn từ đối với ông môn pháp phái của chúng con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trước Tam Bảo trang nghiêm thanh tịnh, trước một màu vàng y của chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, lòng con vô cùng xúc động. Tuy là cái tuổi già 70, nhưng đối với già hay trẻ con không sợ cái sự vô thường, mà con chỉ sợ con không làm được cái gì cho đạo pháp. Đó là điều đáng sợ nhất. Bởi vì ngày xưa khi đi tu ở những mái chùa Hương Tích, sư phụ có dạy một câu rằng: kim sanh bất liễu đạo, tùy mau đế giác hoàng. Nếu một kiếp này không ngộ được đạo thì trọn đời nắng long đổi sừng mà để tải nợ áo cơm. Vì thế chúng con luôn tâm niệm khắc ghi cái câu đó mãi mãi trong mọi hành trụ tọa ngọa, không bao giờ dám sao nhã. Tuy có những lúc vui buồn lẫn lộn, có những lúc phiền não, nó làm cho con người có những cái cử chỉ không mấy ai ưa thích, nhưng rồi trở về bản thể
của con người thật của con là vẫn hồn nhiên tự tại một đứa trẻ. Với mái chùa Hương Tích là một chiếc nôi, con đã xuất gia vào ngày 22 tháng 2 năm 63, vào cái thời lúc chiến tranh, lúc đại hàn đổ bộ thì cái mảnh đất của Hòa Mỹ của chùa Hương Tích là bom đạn, nghĩa là canh năm nó nã pháo, nhưng anh em huynh đệ thầy trò vẫn vui vẻ sống, bên nhau vẫn hạnh phúc. Những hình ảnh đó thì lúc nào cũng hiện hữu trong con, cho nên mỗi năm không tự nhủ, dù đi đâu, dù về đâu, dù vẫn công việc nhiều như thế nào cũng phải cố gắng về thăm Hương Tích. Bởi vì ca dao Việt Nam có câu rằng đi đâu cũng nhớ mái chùa, nhớ thầy, nhớ tổ sớm, nhớ mùa xuân lên. Thì bây giờ thì trước cái khung cảnh này, sư thúc không biết nói gì hơn, là chúng cầu Hồng An Tam Bảo gia hộ cho Nguyên Nhã và Nguyên Tăng cùng tất cả những Phật tử Hương Tích luôn luôn pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, bồ đề tâm tăng trưởng, là con thuyền thắng lương đưa chúng sanh qua bờ giác ngộ. Một lần nữa cầu mong Hồng An Tam Bảo gia hộ cho Nguyên Tăng, Nguyên Nhã và tất cả những Phật tử Quảng Lưu và thầy Quảng Lưu và tất cả Phật tử của Hương Tích Phú Yên đều chung luôn là vô lượng an lạc vạn sự tiếp tường. Nam Mô A Di Đà Phật. Chúng con xin y giáo phụng hành và thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái đối với Hòa Thượng Ân Sư. Ngần bạch thầy khả kính, thầy là áng mây che chở cho chúng con, là ánh đuốc soi đường dẫn dắt chúng con khỏi u tối. Thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ giải thoát. Ân đức giáo hóa của thầy, chúng con xin tạc dạ ghi lòng và nguyện suốt đời tinh tấn tu hành để khởi phụ công ơn của thầy truyền cao. Hôm nay nhân ngày lễ khánh tới, chúc thọ thầy trong hàng môn nhân đệ tử chúng con tâm môn pháp thái, thành kính dâng lên chút quà mọn, nói lên tấm lòng hiếu kính của đệ tử chúng con. Chúng con xin được cung thỉnh Thượng Tọa Đạo Hiệu Thích Nguyên Nhã và Đại Đức Đại Hiệu Thích Nguyên Tăng hoan hỷ dâng lên phần quà mừng ngày khánh tế đối với Hòa Thượng Ân Sư. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay đối với Hòa Thượng Ân Sư nhân ngày khánh tế. Thọ tỷ Nam Sơn, chúng con muốn Hòa Thượng Ân Sư của chúng con mãi là thật thường, mãi là miên thọ, để cho đệ tử chúng con được nương phước lành. Xin cảm ơn Thượng Tọa Thích Nguyên Nhã và Đại Đức Thích Nguyên Tăng hoan hỷ về nơi bảo bọc ni tại nơi Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh. Chúng con xin được cung thỉnh ni trưởng Thích Nữ Huệ Nhàn có đôi lời dâng lên khánh tế đến bậc Ân Sư khả kính của chúng con. Xin được cung thỉnh ni trưởng. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Tam Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Hòa Thượng Chứng Minh, kính thưa Thượng Tọa Tăng Nhân Nhị Bộ Chứng Minh, kính thưa Thượng Tọa Thượng Trì Chùa Phước Thể. Hôm nay sư muội nhân ngày chúc thọ của sư huynh được tròn 70 tuổi, sư muội rất lấy làm xúc động. Sư huynh được đến tuổi này, khi xưa sư muội có nghe rằng nhân sanh thất thập khổ nai hy, mà sư huynh sống đến nay đã được 70 tuổi là một cái phước báo lớn lao cho hàng Phật tử của chùa Phước Thể, và là một cái phước lớn cho hàng môn đồ đệ tử. Trước ngày vui trọng đại hôm nay có sự chứng minh của nhị bộ ông già
và của nam nữ Phật tử. Sư phụ thì xin thay mặt cho tư ni của tỉnh Tây Ninh có món quà dâng lên cho sư huynh nhân ngày sư huynh chúc họ, và cũng nguyện cầu hồng ân tam bảo thì từ gia hộ cho sư huynh được phát thể tinh an chúng tâm dị độ vũ trụ tam bà để hoàn truyền giáo pháp cho hàng môn nhân hộ tống. Nam mô A Di Đà Phật. Trang hỏi và cung thỉnh hòa thượng và sư Tiến Phong có lời cúng từ đến với chư huynh đệ trị nguyện của chúng con. A Di Đà Phật. Ôn bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni nhị bộ, hôm nay thì đã phát hành đón tiếp phái đoàn ni bộ của tỉnh Tây Ninh xuống tham dự cái lễ mừng thọ hôm nay. Thì tình thì đã có, trong đó có tình cảm của huynh đệ, tình cảm của đạo pháp, tình cảm dân tộc. Chúng ta sống dưới mái nhà Việt Nam, là con, là cháu hồng, thì chúng ta luôn luôn gìn giữ cái ngôi nhà thiêng liêng, nhất là cái ngôi nhà tam bảo Phật pháp. Huynh đệ chúng ta vẫn còn mặc được những chiếc áo Như Lai, vẫn giữ nguyên vẹn màu áo không bị gian ố với thời gian, dù bão táp phong ba, dù nắng mưa dầm dã, chúng ta luôn luôn vẫn hẳn chỉ là đệ tử Như Lai. Thì không biết gì hơn cái cầu mong mười phương chư Phật, chư tôn pháp chư hiền hạnh tâm, thì từ kính giám gia hộ cho ni sư Thích Nữ Huệ Ngã và toàn thể các ni sư sư cô Tây Ninh được vô lượng an lạc, vạn sự tích kiết cường, luôn luôn được sự che chở thâm hậu qua của mười phương chư Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng đệ tử ni huynh đệ đệ muội chúng con xin y giáo phụ hành và có một phần quà nhỏ của chùa Thanh Vân, chùa Từ Vân, chùa Phước Thành tại tỉnh Tây Ninh. Chúng con xin được kính mời y trưởng Thích Nữ Hội An dâng lên phần quà cho hòa thượng ân sư của chúng con nhân ngày thánh tế. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đạo tràng cúng dường một tràng hóa an. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin được cảm ơn ni trưởng và kiền thỉnh ni trưởng về an trú nơi bảo tọa, kiền thỉnh an sư an trú nơi bảo tọa. Chúng con cũng xin sám hối về tham dự buổi lễ hôm nay. Xin được cung kính giới thiệu thượng tọa Thích Trí Hội, trú trì chùa Thiên Tường cũng đã về tham dự buổi lễ chiều hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi bác bạch quý ngài với tinh thần linh sơn pháp lữ tại nơi đạo tràng Phật giáo, giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tiên Phong, chư tôn thiền đức tăng cũng đã hoan hỷ về tham dự buổi lễ. Chúng con xin được sám hối và kiền thỉnh hòa thượng đạo hiệu Thích Phước Phúc, trú trì chùa Thanh Vân, thay lời cho chư hòa thượng cũng như chư tịnh đức tăng có hơi lời vấn an sức khỏe đến hòa thượng ân sư của chúng con. Nam mô A Di Đà. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa nãy là tổ sư quý trưởng thành tiểu thượng huệ hạ ân và lão tổ sư quý minh kính bạch hòa thượng Thích Phước Diệu, kính bạch thượng tọa Thích Trí Huệ, kính bạch thượng tọa Thích Thiện Hoa, kính bạch thượng tọa Thích Huy Nhã, tổ đình Hương Tích và kính bạch thượng tọa Thích Tâm An. Hôm nay là ngày 22 tháng 2 năm Đinh Dậu 2017, trong cái khung cảnh
giải lao phúc trời. Hôm nay tinh tình tinh sơn cúc nhục người hả thầy tròn ngã bạn dòng thất lữ của thiệt gia ngay ngày hôm nay lễ thích tế chúc thọ của chuyện tòa thật vậy. Bộ dân có dạy thất thật Bồ La Hi đã hóa người xưa, thật vậy cái việc vui và cái việc buồn lẫn lộn trong thế gian này. Vui là hiếm có người được thọ 70 tuổi, lo âu cái tuổi 70 dần dần sẽ chê bóng, có định luật vô thường không ai bỏi vọng. Hôm nay trước ánh hào quang thành chư Phật chứng minh cái vị tổ sư chứng minh thay mặt cho huynh đệ dòng phước và chư tăng của giáo hội Phật giáo Việt Quy Phong thành kính chúc thượng tọa Thích Tâm Tăng vạn vạn tế Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin được tri ân những lời chúc sức khỏe, vấn an của Hòa Thượng Chứng Minh đối với ân sư khả kính của chúng con về tham dự và tặng quà. Hôm nay chúng con xin được trân trọng giới thiệu chùa Pháp Bổ, chùa Vũ Long, chùa Linh Vũ, Cổ Định Cổ Thạch, chùa Vũ Thắng, chùa Thiền Lâm trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Tuy Phong. Trân trọng kính mời Đại đức Thích Từ Minh, Tổ Đình chùa Cổ Thạch hoan hỷ dâng lên làm phần quà đối với Hòa Thượng ân sư của chúng con nhân ngày sáng tới mừng thọ. Nam Mô A Di Đà Phật. Và toàn thể đạo tràng của chúng ta cúng dường một tràng pháo tay đối với Hòa Thượng ân sư. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con cảm ơn lời chúc đầy đạo vị của Thầy Đức đã gửi đến ân sư của chúng con. Cầu Phật độ Thầy Tăng nhiều niên kỷ, nương đức Thầy phạm hạnh phủ đời con. Khánh tới Bậc Tôn Sư là nét đẹp vàng son, tình thời khắc vuông tròn con vui sống. Kính bạch quý Ngài, dẫu rằng thời gian có dài đến đâu, chúng con cũng không thể nào tả hết các ân sư đồ mà chúng con đã nợ Thầy của chúng con. Chính vì vậy, trải qua xuyên suốt hàng 60 phút của buổi lễ, cho phép chúng con tạm khép lại chương trình để kiện thỉnh quý Ngài hoan hỷ dùng ly trà thân mật với Thầy của chúng con nhân ngày khánh tế. Và để cho buổi lễ được thành tựu như ý nguyện, chúng con có đôi lời kiền thỉnh Hòa Thượng ân sư dâng lên lời cảm tạ đối với tất cả chư tôn thiền đức tăng ni ở tất cả các quý vị hiếu tụ nguyện đã về tham dự buổi lễ chiều hôm nay. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Buổi lễ đã kéo dài thì đây là lúc có thể nói những lời lưu niệm và những cái nhận những cái phần quà tinh thần của các vị đã ban cho thì chúng ta vô cùng xúc động. Các con đời thì có cái lần thứ 70 chứ đâu có ai làm là 71, 72, 73, 74 đâu. Thì không biết mình đã sống tới 80 hay không, thì mình tới 80 để tính. Thì bây giờ không biết gì hơn, chỉ có thành kính tri ân cái tấm thành tình quý vị đã bỏ thời gian để mà ghé chùa cụ thể dự cái buổi tiệc trà, gọi là mình nói là mình thọ cái kỳ thật thì biết bao nhiêu người tới cái tuổi 70 là có mình đâu. Thì quý vị đến như vậy đã là một cái gì
vinh dự cho thân căn tôi, một con người quê mùa một mạc ở cái vùng xa xôi hẻo lánh và vùng làng trài hương thể, đây nói là ngày xưa đây là làng trài hương thể, thì tôi cũng phải nói rằng là ở chùa hương thể tôi là mặn ăn chay rồi, ăn toàn là hải sản cá một đồ con mà bởi vì không thể nó nói của sinh viên ở chùa mà ăn thế đó, thì mình đi vừa nói rằng là dạ thưa tất cả Phật tử, người ta sống bằng do nước thể, sống bằng cái nghề đánh bắt cá ngoài khơi, bắt tất cả những hải sản thì người ta bán đi, ta đem đồng tiền người ta cúng vào chùa, thì mình lấy cái đó mình mua lại những cương trao đậu hũ rồi rau rồi ăn, thì có chắc là mình ăn những con hải sản, những con cá đó. Cho nên đó thì tôi cũng thương cầu nguyện cho tất cả khi nghiệp sát của chúng sanh ở nước thể, bởi vì là như một cái quốc độ nó sinh ra để trả nợ với nhau, cho nên nó có cái sự mà nợ nần với nhau, cho nên nó mới gặp nhau ở một môi trường như vậy. Thì không gì hơn thì cũng cầu mong cho tất cả chân chúng để mau sớm thoát được cái đề điểm đi, để mà chúng ta để mà về một cái thế giới khác nó tốt đẹp hơn, thì cố gắng tu hành và cầu nguyện cho tăng ni vị cổ chúng tôi có thể kinh an chúng sanh tịnh độ, cầu chúc quý vị Phật tử như là bồ đề tâm tăng trưởng, sức khỏe tốt, tinh tấn tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rừng xanh vì bởi nhiều cây, thành tựu vì bởi chung tay nhiều người. Có được thành tựu của buổi lễ hôm nay là nhờ sự hoan hỷ chứng minh của chư tôn thiền đức tăng ni và sự tham dự của chúng đệ tử và Phật tử thiện nam tín nữ. Thay lời cho ban tổ chức, chúng con xin được đón an sức khỏe đến chư tôn thiền đức tăng ni, nguyện cầu hồng ân tam bảo gia thân chú nguyện quý ngài mãi là bóng cây mát để dìu dắt chúng con trên lộ trình tiến tu nhân hành thiện. Bên cạnh ấy, thay lời ban tổ chức, chúng tôi gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý thiện nam tín nữ, thân tâm thường lạc, sống an hòa trong ánh hào quang của mười phương chư Phật. Ngưỡng bạch quý ngài, kính thưa quý liệt vị, dẫu rằng buổi lễ đã thập phần trang nghiêm y như pháp trong sở nguyện quý kính của người đệ tử đối với bậc ân sư đồ, tuy nhiên chúng con không sao tránh khỏi những điều sơ thất trong khi hành lễ, vì lòng từ bi lượng thỉnh quý ngài hoan hỷ và toàn thể đạo tràng chúng ta hoan hỷ để ban tổ chức của chúng con được thành tựu, cũng như hàng đệ tử của chúng con được trượng thừa hiếu kính đối với bậc ân sư, và cho phép chúng con dâng lên những phần quà biểu tượng lưu lại những ý nghĩa của người đệ tử đối với bậc ân sư đồ. Chúng con sám hối kiền thỉnh quý ngài an toàn và hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nguyện độ biên não vô tận thời nguyện độ sư thành kính của chúng con.
Nam Mô A Di Đà Phật. Trở về phía trước cùng các quà thánh đó là phần từ chúng con, chúng con xin được chia sẻ. Thầy em nay đã già, qua năm tháng miệt mài, bên bục giảng ngày xưa, in dấu chân của em, trường xưa rêu phú mơ, hoàng hôn xuống thân thơ, em lặng nhìn trường xưa, lòng nhớ bao kỷ niệm. Trường xưa vẫn còn đó, bạn cũ xa phương trời. Ngày ấy ta vui đùa, hồn nhiên thơ ngây quá. Thầy cô vẫn lặng lẽ, ngày tháng không quan ngại, dìu dắt bao thế hệ, lòng kính yêu vô vàn. Dòng sông vẫn lững lờ, cùng năm tháng hững hờ, công ơn của thầy cô nguyện tri ân suốt đời. Thầy em nay đã già, qua năm tháng miệt mài, bên bục giảng ngày xưa, in dấu chân của em, trường xưa rêu phũ mơ, hoàng hôn xuống thật thơ, em lặng nhìn trường xưa, lòng nhớ bao kỷ niệm. Trường xưa vẫn còn đó, bạn cũ xa phương trời. Ngày ấy ta vui đùa, hồn nhiên thơ ngây quá. Thầy cô vẫn lặng lẽ, ngày tháng không quan ngại, dìu dắt bao thế hệ, lòng kính yêu vô vàn. Dòng sông vẫn lững lờ, cùng năm tháng hững hờ, công ơn của thầy cô nguyện tri ân suốt đời. Công ơn của thầy cô nguyện tri ân suốt đời. Công ơn của thầy cô nguyện tri ân suốt đời. Sau hội thọ 70 tuổi của sư phụ, tù thân thể và kỷ niệm 50 năm xuất gia của sư phụ, hôm nay Phật tử chúng ta ôn tập tại giảng đường chùa Quốc Thể tướng là chúc thánh tế của sư phụ, sau đó là lời ban bố của hòa thượng Tâm Sư và các bánh kem, và đến sau đó là chương trình hát. Quý vị Phật tử nào hát được đăng ký hát. Hát bài thầy tôi. Thầy tôi
tội như tấm gương soi sáng cho mọi người trời soi. Cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phải nhỏ trong cõi trời thầy ơi. Cho dù hôm nay đến ngàn sau này, tình thầy không phải nhỏ trong cõi trời thầy ơi. Thank you.
Là người phải nhớ luôn ghi lời này.
ơn cha nghĩa mẹ công thầy, tri ân báo đáp lời này chớ quên. Quyết định thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư cộng đạo. Hôm nay nhân ngày thánh tuế anh sư lần thứ 70, giờ đây tại đạo tràng chùa Phước Thể, con xin mạn phép đại diện thay lời cho toàn thể nam nữ Phật tử đạo tràng chùa Phước Thể có đôi lời kính chúc thánh tế thượng tọa anh sư bậc thầy cả kính của chúng con được 70 tuổi đời và 50 tuổi đạo. Đệ tử chúng con chúc rằng nguyện chư Phật oai linh gia hộ trên bước đường tự độ hóa tha, an sư giác phẩm tăng già phát tham tường chứng chân như tỏ bày, chúc thánh tuế mừng thầy sống thọ để tỏ lòng báo đáp thăm ăn. Chúng con kính nguyện kiên cần thực hành chính pháp để thăm thành phố đại linh như mùa sáng trong cõi đời cha lô thiên đồng soi mang theo cho dù hôm nay đến ngày sau này tình thầy không phải mở trong cõi đời thầy ơi như thế lòng đời quên tháng ngày ra